Thưa quý vị, chưa bao giờ giá rau củ quả dịp cuối năm lại tăng cao như năm nay, thậm chí tăng 3 đến 4 lần so với mọi năm. Nguyên nhân là do mưa bão liên tục khiến sản lượng rau bị ảnh hưởng. Trong ngày hôm nay, giá các loại rau ăn lá tại khu vực chợ trung tâm thương mại dao động từ 10 đến 16.000 đồng một bó, loại 0,5 kg. Trong đó, tăng mạnh nhất là các loại củ quả. Giá rau củ quả tại các vườn bữa nay thì hiện tại nó cũng đang tăng. Rau thì tăng khoảng cỡ 5.000 đồng một ký. Còn củ quả thì nó tăng giá, nó tăng rất là cao. Đặc biệt là cà chua, này, ổ qua, đậu ve tăng vào tầm cỡ 10 mấy ngàn, 20 ngàn một ký. Bên rau thì em vẫn để cái giá ổn định. Còn củ quả thì nó sẽ em cũng vẫn phải tăng lên cho nó đúng giá thị trường. Theo các nhà vườn, rau tăng giá nguyên nhân là do mưa bão liên tục, cộng thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên người dân vừa trồng, vừa thăm dò thị trường, dẫn đến lượng cung có giảm hơn so với trước. Mặt khác, các chi phí đầu tư sản xuất tăng cao cũng đẩy giá rau củ quả tăng đột biến. Một phần chắc là do dịch, với lại là giá thành phân thuốc, phân đồ bữa nay cũng cao. Như phân ure, NPK, đồ này cả triệu bạc cũng bao rồi, trước thì có 400 mấy, 500 mà. Nên lên cả triệu rồi. Năm nay là khí hậu nó cũng khác nữa. Nên thành là rau là đôi lúc có nhiều nó làm không được. Nên thành rau nó hiếm thì nó phải lên thôi. Mọi năm vào dịp cuối năm, giá rau củ quả bán tại vườn dao động từ vài nghìn đồng đến 10-15 nghìn đồng 1 kg. Thì nay đã tăng gấp 3-4 lần. Hiện tại, các nhà vườn trồng la ghim đang tiến hành gieo trồng vụ đông xuân để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp đến. Mà bà con đây trồng khoảng chừng 10 mấy loại giống rau, từ đây đến cuối năm thì giá cả thì nó chính xác là cũng không biết được. Tại vì có nhiều lúc rau gần Tết, tùy theo năm, có năm thì rất đắt mà có năm thì cũng rẻ. Nó không có ổn định lắm. Mặt khác, một số tỉnh thành bị ảnh hưởng mưa bão liên tục khiến rau khan hiếm, nên thương lái thu gom hàng ra miền Trung, miền Nam. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá rau củ quả trên địa bàn tỉnh tăng giá mạnh.